Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chú cha mà ơi, cái gì em ơi? Khóa trời kim cương nè. Cái gì đây? Ôi đất ơi, gì mà nhiều kim cương dữ vậy ạ? Ủa đây là hầm kim cương hả? Ủa là trời thật á. Nè, đẹp quá trời đây. Đào thử đào thử coi. Thấy đó. Kim cương thật, kim cương thật. Trời ơi là trời, thế này chắc chắn hai chị em mình sẽ rất là giàu cho coi. Đúng rồi, kim cương này phải chị đặt luôn nghe. Cái này ai biết đâu. Trời ơi, tự nhiên vô cái hang ấy quá trời kim cương nè. Rồi sao? Trời ơi, kim cương ai bao nhiêu bước vậy? Thần tài tới rồi. Đây đây đây. Trời đất ơi, nhiều kim cương quá. Ôi cái gì vậy? Chạy đâu ra vậy? Chạy 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 ơi. Ê, zombie nó cắn chị sắp chết rồi. Trời ơi, ghê quá. Ra vậy? Hello, chào mừng tất cả các em nhỏ đã đến với kênh YouTube của nhà bác học đại tài Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh. Ê da, con zombie quýt. Ê da, trời, cái gì vậy? Ai, trời, con zombie đáng ghét này ra cho khác coi. Cái gì vậy? Tôi đang đứng chào khán giả mà tự nhiên ở đâu ra con zombie tấn công tôi vậy trời? Trời ơi, ok, lượm cục thịt zombie này ăn luôn hả? Trời ơi, tự nhiên đang đứng chào mấy bạn bị zombie tấn công cay thiệt chứ. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bác học Phong Cận TV nha. Và ngày hôm nay nè, Phong có một cái cỗ máy này rất là đặc biệt. Phong muốn giới thiệu cho tất cả các bạn đang xem ở trên chương trình này. Bây giờ mấy bạn hãy xem nha. Ở đây nè, Phong đang có một cái đường ray, sau đó Phong sẽ để một cái xe lên trên. Thì như các bạn đang thấy thì đây chính là một cái xe bình thường. Nhưng không, nó rất là bình thường luôn chứ không có gì hết trơn á. Thì đây, chiếc xe này khi bạn ngồi lên thì bạn thấy nó là một chiếc xe bình thường đúng không? Bởi vì nó rất là bình thường cho nên nó bình thường và không có chuyện gì bất bình thường cả. Nhưng ở đây mình có một cái cỗ máy. Bạn biết trên tay mình là cỗ máy gì không? Đây là một cỗ máy remote. Thì cỗ máy này có thể biến cho tất cả mọi thứ mà mình chạm vào trở thành robot. Đó, nghe ngầu chưa, ngầu chưa? Ví dụ như cái xe này của mình nha, mình chưa bấm vô đó. Trời ơi, dạo này mình đang bị cảm cho nên mình la không to được, mấy bạn thông cảm với mình nha. Đó, thì đấy bạn nhìn nè, đó, cái xe của mình bây giờ nó đã biến thành nguyên một chiếc xe robot có thể bay được ở trên bầu trời. Một cái tên lửa hiện đại vô cùng. Đấy bạn hãy nhìn nha, bây giờ mình sẽ bay cho bạn xem nè. Hey, ủa sao bay không được? Bay lên. Ui. Đó, mấy bạn thấy ghê chưa? Mình bay được lên tuốt trên bầu trời luôn rồi nè. Ghê chưa, ghê chưa? Ý hệt như là máy bay luôn bạn ơi. Ủa rồi, bay cao vậy rồi giờ sao xuống được ta? Ê, thả tao xuống mày. Ê, thả tao xuống. Đâu? À, cái gì vậy? Mọi người ơi, cứu tôi với. Hay, trời ơi mấy bạn ơi, mình đúng thật là hậu đậu mà. Tự nhiên chế tạo ra cái máy bay xong rồi bay tuốt lên trên trời rồi xong đâu không biết cách xuống. Té xuống chết queo luôn. Hay, nhưng mà không sao cả. Dù gì thì mình cũng đã có thể chế tạo được thành công một cái cỗ máy vô cùng đặc biệt, có thể biến tất cả mọi thứ thành robot rồi. Mình sẽ trở thành người nổi tiếng nhất thế giới bởi vì mình đã phát minh ra được nó. Nhưng mà khoan từ, tính ra thì sáng giờ sao mình không thấy bà Simmy với bà Sammy đâu hết ta? Hai bà đi chơi mà không đủ mình hả chạy? Trời ơi, hôm nay cái ngày gì mà xui dễ sợ, xui ơi là xui xui. Ủa? Nhưng cho mực vậy buồn quá nè. Ôi, cái gì mà, ôi con nhện xin lưng kìa, con nhện xin lưng kìa, có chừng. Đứng ra. Trời ơi con nhện. Nè, nhện ơi, mày cắn Simmy, đừng cắn Sam. Ok rồi. Giỡn. Ủa, mà sao hai người đi đâu rồi sáng giờ mà tôi không thấy hai người vậy? Sammy chạy về nhà khóc lóc vậy, có chuyện gì vậy? Nè, chuyện là thế này nè, đang đi may ngon ơ à, đang may được kim cương, được mấy chục viên kim cương mà bây giờ đâu? Mấy con zombie nó chặn đầu. Trời, lấy sạch kim cương của tụi tôi rồi. Hả? Cái gì? Zombie tấn công Sammy, sao lấy sạch kim cương? Trời chứ ơi sao? Mấy con zombie này đáng ghét được thiệt luôn á. Thời mình ghét mấy con zombie này ghê á, nó tấn công thì tấn công đi, tại sao lại lấy kim cương? Tức quá mà. Chặn đầu lúa, chặn đầu xe, tôi lấy kim cương, chống lột ghê lắm. Đâu sao không lo sao, sao lo kim cương là sao không đợi? Trời ơi. Nè, tôi nói bà nghe nè, tôi là nhà bác học. Sammy bị zombie tấn công, đó, zombie sau lưng kìa, nó ra nữa rồi kìa. Đó, thêm con nữa kìa. Ủa, ghê quá. Cái tuổi này, đi ra coi. Sao mà dạo này trong làng mình nhiều zombie của ta? Đó bạn thấy không? Zombie dù có tấn công chúng ta thì chúng ta vẫn, mình là nhà bác học cho nên mình vẫn có thể giải cứu mọi người được. Còn kim cương mất thì sẽ không kiếm lại được. Trời ơi! Tôi không ngờ ông là người xem trọng tiền bạc hơn tình cảm. Cùng có đi. Thôi xin mời chúng ta cùng. Ôi, cảm ơn. Tôi giỡn. Sao dục mày lụm lại vậy, kỳ vậy? Ok, thôi thôi tôi giỡn xíu mà. Hey, mấy bạn ơi, mấy con zombie này dám tấn công Sammy với Simmy. À không, dám tấn công Sammy thôi, còn Simmy thì kệ đi. Trời ơi, họ nói dám tấn công Sammy của tôi. Ôi, dễ sợ luôn quá mà. Tôi không thể nào tha thứ cho mấy con zombie này được các bạn ơi. Chính vì vậy cho nên hôm nay tôi sẽ tìm cách để tiêu diệt bọn nó. Bởi vì các bạn cũng thấy đó, tự nhiên không trong làng mình dạo này xuất hiện quá trời là zombie luôn. Mà không hiểu mấy con zombie này ở đâu ra nữa. Cho nên hôm nay nè, mình quyết định là mình sẽ chế tạo cho Simmy với Sammy
hai người vệ sĩ để có thể đi theo bảo vệ hai người. À. Vậy? Vệ sĩ hả? Đúng rồi. Không nghe giống chuyện vậy bị đặt làm vệ sĩ robot đồ đúng không? Cái này có chuyện tranh như ngoài đời có đâu. Chuyện tranh hả? Trời ơi, chuyện tranh thì là chuyện tranh, còn ở ngoài đời là ngoài đời có nha. Vô đây, vô đây. Đây, tôi giới thiệu cho. Ở đây. Nè, các bạn. Chế tạo gì tào lao nữa nè. Nè, không hề tào lao nha. Hôm nay là một phát minh vô cùng vĩ đại luôn đó. Không hề tào lao nha. Đây, xin giới thiệu hai người. Đây chính là một cái bản thiết kế mà tôi đã nghĩ trong vòng gọi là 3 năm trời mới nghĩ ra được bản thiết kế như thế này á. Nhìn nó khó. Trời ơi, ba cái cục redstone cùng mấy cục sắt nhiều quá hen. Nhiều mà, đây, coi nè, tôi chế tạo mấy người xem, ok. Redstone, ủa chết rồi, giờ tôi không có, mấy người có không? Cái gì vậy? Nhà bác học gì gặp em vậy? Hồi nãy tôi chế ra rồi, nhưng mà tôi chế tạo cái máy bay, tôi bay lên trời xong tôi té rớt mất tiêu rồi, mọi người có không? Mọi người đi mai mà có rồi đúng không? Ok, cảm ơn. Đất ơi, người gì đâu có gì hết trơn. Có sắc không? Ủa? Cái gì mà không có gì hết trơn vậy? Tôi nghèo lắm, tôi là nhà bác học nghèo nhất thế giới, cho nên hãy cho tôi sắc đi. Khi mà tôi phát minh cái này thành công rồi, tôi sẽ trở thành giàu nhất thế giới, lúc đó tôi sẽ trả lại cho. Tôi không nợ tôi hả? Nghi rồi đó nha. Đây, chúng ta sẽ đặt vô cùng khó luôn, các bạn hãy để ý nha, cực kỳ khó luôn á. Nè, ở đây một cục nè. Trời ơi, khó quá. Ở đây cục nữa. Quá khó luôn, thêm một cục trên đây nữa mới ra được cái máy, ghê chưa? Rồi, đây. Thấy gì trên tay tôi remote không? Điều khiển. Ủa, có remote điều khiển TV chứ có gì đâu, chị hay gì đâu, hay gì. Ôi hay xin. Ra đây cho coi nè, đừng có nói thế, ra đây. Bây giờ hai người dám khinh thường tôi đúng không? Được, tôi sẽ cho hai người xem. Thì tiếp theo ở đây có ai, nhà ai có nuôi chó không? Có nhà ai nuôi chó không? Ủa? Tất nhiên Sim nè, giúp em mưa tới nè. Simmy hả? Được rồi. Bây giờ Simmy hãy về dẫn bé mưa của Simmy với lại dẫn thêm bạn của bé mưa tới đây, là hai con chó luôn. Dẫn ở đây cho tôi sẽ cho thấy được sức mạnh của cái remote này của tôi. Chắc không nhờ, để tôi kiếm bé mưa rồi. Mưa ơi, con ơi, về đây nè. Ok. Rồi mấy bạn ơi, mấy bạn có tò mò rằng là Phong sẽ chế tạo được cái gì hay không thì mấy bạn hãy xem hết video để biết được Phong sẽ chế tạo ra cái gì nha các bạn nha. Sammy à, yên tâm đi, tôi là phát minh ra cái này, nó sẽ bảo vệ cho Sammy. Không ai phải ăn hiếp Sammy được. Ăn hiếp Sammy thì được chứ không được ăn hiếp Sammy, nghe chưa? 2000 years later. Hay, trời ơi, đợi bà Sammy thì sáng giờ muốn đói cơm luôn. Xin lỗi, xin lỗi. Đây là mọi người, hai bé cuốn cute của tôi. Trời ơi, cuối cùng cũng tới rồi. Tôi đợi bà từ sáng đến giờ mà tôi đói bụng luôn mà chưa thấy mang mấy con cuốn tới nữa. Ơi, bây giờ mình phải gọi là cho mấy bé ăn mới đem ra ngoài được chứ. Đây là bé mưa đúng không? Còn đây là bé nào đây? Bé này sao nhỏ xíu vậy? Bé hàng xóm. Bé hàng xóm hả? Trời, bé hàng xóm bé tí tẹo vậy. Rồi ok, bây giờ thì Simmy đã đem hai con bé cuốn tới đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo bọn nó trở thành vệ sĩ cho bảo vệ cho Simmy với lại Sammy nha các bạn nha. Ghê chưa? Gì? Vệ sĩ chó hả? Mà làm vệ sĩ vậy? Ông em cũng không ngon. Trong lý thuyết nhà vệ sĩ phải cao to lực lưỡng, hiểu không? Chứ vệ sĩ nào mà lùn hơn chủ nhân sao phải bảo vệ được? Trời ơi, mấy người này không biết gì hết trơn á. Loài chó là một loài rất là thông minh và cực kỳ trung thành với con người. Chính vì như vậy tôi chọn nó để trở thành vệ sĩ cho hai người đó. Bây giờ hãy xem đây, đừng có xem thường bọn nó. Bây giờ hãy xem nha. Tôi sẽ test trên người con bé chó nha, bé tí tẹo này trước cho hai người xem nè. Hai người dám chơi bọn nó vừa lùn vừa yếu hả? Hãy xem đây. Nó không hề yếu đâu. Sao? Tôi sẽ biến cho bọn nó trở thành cơ bắp sáu múi. Ơi, khởi động. Ui. Đó. Xin giới thiệu gì à? Siêu nhân robot Super Dog. Ủa, nó cao hơn ông rồi kìa, hay đúng quá. Đúng rồi, ghê chưa? Hồi nãy ai chơi nó lùng đâu, bước ra. Ai chơi nó lùng? Ôi, cái chỗ này tôi không biết gì hết nha. Trời ơi, cái đủ sữa cho hay sao vậy? Nó ăn một cái mà nó lớn luôn vậy trời. Bây giờ nó đã biến thành một con siêu robot. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Super Dog. Đó, ghê chưa? Ghê không? Hay. Ủa, mà con kia sao có cái biến được không? Con kia được chứ. Nè, bây giờ tôi sẽ biến bé mưa của Simmy trở thành robot nha. 3, 2, 1, tít. Trời ơi, quá ngầu luôn. Trời ơi, nó cao hơn tôi luôn nè mọi người. Đó. Từ bây giờ nha, hai bé vệ sĩ Super Dog này sẽ đi theo Simmy với lại Sammy để bảo vệ cho hai người. Đó. Tôi nói thiệt luôn, sức mạnh của hai con này không thua gì Superman luôn á. Ghê không? Ủa, thật không? Giờ test thì sao? Vậy phải mình đi test chứ. Test chứ, tất nhiên là phải test rồi. Bây giờ nha, tôi sẽ gọi là trong nhà tôi có mấy cái quả trứng zombie, để tôi xíu tôi vô lấy đã. Đây, tôi có mấy quả trứng zombie rồi đây. Bây giờ hai người sẽ xem nha. Nếu như hai con siêu nhân chó này đi theo hai người á mà bọn nó gặp zombie thì nó sẽ làm gì? Hãy xem đây. Đặt một con không. Zombie nè. Và nó sẽ bắn laser. Chu chu. Ơi trời ơi. Đó, nó bắn laser từ mắt nè Phong. Đúng rồi. Cái đôi mắt của con siêu nhân chó này là có laser và nó có thể bắn được laser từ trong mắt nó ra. Đấy, bây giờ chẳng hạn tôi đặt thêm con nè. Là con nó bắn nè.
chú. Trời ơi, bắn xuyên não luôn, ngầu quá em ơi. Đó, ghê dữ vậy má. Ghê chưa, ghê chưa. Và nó sẽ cực kỳ lợi hại luôn. Bây giờ thì hai người tha hồ đi mai mà có thể dẫn theo nó mà yên tâm rồi. Ừ, là có được nhiều kim cương rồi. Cảm ơn Phong em. Trời ơi trời ơi, đúng là nhà bác học quả cảm. Cảm ơn gì? Ủa, tôi chế tạo ra hai con super dog siêu nhân chó này cho hai người mà hai người chỉ cảm ơn tôi vậy thôi hả? Không có chuyện đó đâu. Ủa chứ sao? Ủa hai người cho. Hai người đi mai kiếm được bao nhiêu kim cương phải cho tôi 50% số kim cương đó. Ủa trời ơi. Dạ. Trời ơi. Sao? Giữ được không rồi? Bây giờ không chịu đúng không? Rồi không chịu thì thôi, tôi sẽ lấy cọng dây tôi đem nó vô nhà tôi cất. Cái cây dâu cái ui nó bắn rồi nó bắn. Đó, thấy không? Thấy nó lợi hại chưa? Bây giờ hai người có đồng ý hay không? Không thôi tôi lấy cọng dây tôi cho với lại đem nhà cất. Thôi dù sao thì cũng gọi là cũng có vệ sĩ đi đỡ bị ấy ta, chứ bị tấn công hai mình thôi cứ. Ôi 50% đắt quá cho 30% đi. Trời ơi, trả giá nữa, trả giá nữa. Thôi được rồi. 50% cũng được. Với lại là khoan từ, tôi còn cái này tặng cho hai người nè, để tôi xíu đầu ta bởi vì là hai người đã quà tặng kèm ghê chưa. Đúng rồi, quà tặng kèm. Đây tặng cho hai người hai chiếc xe đó, leo lên mà đi mai. Trời ơi, tưởng tặng cái gì vậy Phong, cái này đi sao đi được, đi chùm rì sao đi. Không đi được không rồi. Ôi, hai người có gì đâu, hai người sai rồi, hai người xuống đây tôi làm cho hai người xem. Làm gì dám xem thường nhà bác học Phong cận à, hãy xem đây. Tít xin giới thiệu với hai người siêu xe. Ê từ từ sao ơi, cái chân té. Ủa siêu xe nó bay vậy, có chân té, có chân té cái gì xem. Ủa xuống ghê quá, xin lỗi chị xin. Ủa bấm nút cái đâu nó bay luôn hả? Ủa bay ảo ghê không, ghê không. Đây xin giới thiệu với hai người cái xe này. Cái siêu xe này á, nó không chỉ bay được mà nó còn chạy rất là nhanh luôn. Hãy xem đây, tôi sẽ cho hai người xem. Chạy cực kỳ nhanh luôn. Đó, chạy cực kỳ nhanh luôn nha. Và đặc biệt hơn nữa, khi hai người ngước lên trên trời thì sẽ bay lên trời. Đó. Trời ơi trời, cái này là gì ta? Mấy cái tàu bay kêu cái này bằng cụ luôn á, chứ nghĩ sao bằng vậy trời. Đúng rồi, trời ơi, tôi đã nói rồi, tôi là phát minh là chỉ có gọi là sao ta? Chỉ có gọi là hơi bị hay thôi. Đó, ok. Rồi. Xuống đây. Rồi ok. Vậy là bây giờ nha. Xuống, ổn quá, xuống đây, ok. Rồi, vậy thì bây giờ nè, Simmy với lại là Sammy đã có được người ta hai cái siêu xe để có thể đi mai. Kèm theo đó là hai bạn vệ sĩ Super Dog. Ủa, phong, tôi xỉ hỏi cái siêu vậy. Xe phải có lốp chứ, cái này đâu phải là siêu xe đâu. Cái lốp là à, siêu xe. Cái này là siêu tên lửa nha, ok. Mà mấy bạn ơi, cái cổ máy này của mình á không phải là đơn giản chỉ có như thế này không đâu nha, mà nó còn rất là nhiều những cái thú vị khác. Nó có thể biến cho con bò, con heo, con gà, con mèo, thậm chí là con chuột, con khủng long tê giác có thể biến thành robot luôn, mà mình sẽ bật mí sau ở những video sau. Nếu như bạn thấy thích, mình muốn làm phần 2 thì bạn hãy bình luận ở cho mình biết thì mình sẽ làm phần 2 cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy có bên kênh của mẹ Simmy, Sammy và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Ok thôi đi mai mọi người, đi tôi đi mai chung với thôi. Đi mai đi mai đi trời ơi tiến lên xuống tàu, xin.